Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú tính của mình cưa cái cây dầu to này nha các bạn. Cái dầu rất là to luôn nè. Cái máy cưa là máy cưa G375 nha các bạn. Để mình quay lên cây dầu cho các bạn xem nha. Đó, chú mình đứng tốt ở trên cao ở trên đó. Cây này cắt nhánh hết nha các bạn. Ở bên kia là cái đám của người ta trồng đồ bên đó nha, ba cái đinh lăng nha, chú đu đủ cây ăn trái rồi các bạn. Giờ em đã cột cái máy cho chú mình ở trên kéo lên nha. Thầy ơi, cây cái này cưa treo nhánh luôn các bạn. Chặn con dây lại không tính. Rồi chúng mình cưa nghe các bạn. Giờ xả dây từ từ cho xuống nha. Dây kẹt chánh này xuống rồi các bạn ơi. Một cánh nha các bạn. Ở đây có cái trụ điện nè các bạn, trụ điện truyền vô nhà trong đó đó. Cái cây này cưa hơi lâu nha các bạn. Cây này rất là to, nhánh ở trên rất là nhiều luôn. Quá khó luôn các bạn ơi. Chỉ có khoảng trống cái chỗ này là cho để xuống thôi nha các bạn. Ở ngay chỗ mình đứng nha các bạn. Đó, mình quay trường vậy cho các bạn thấy nha. Còn ở đây là cái trụ điện nè các bạn. Rồi chú mình bắt đầu cắt nhánh nữa nha các bạn. Cuộc cái nhánh cây nó cho chắc rồi các bạn. Nhánh cây nó thòng xuống. Thôi chú anh chị, chưa to chưa khó cần hạ thì hãy liên hệ với chú nha. Số điện thoại chú mình để dưới đường link mô tả video các cô chú anh chị. Nhánh ra đứt rồi, bây giờ thả từ từ xuống các bạn. Dầu này nhánh khủng thiệt, nhiều nhánh. Gần đứt rồi. Ngay mình luôn rồi. Thả dây lại, dây vô trong đây. Dùng cây thả dây đục lại. Thẳng đây, đứng trong đây đây. Gịch thẳng luôn, xéo vậy đó. Gì vậy, tao cắm. Chịu tính nha. Làm sao vậy? Dục dùng chơi, kiếm rồi dục lại. Nguyên tắc xè lon á hả? Nhánh bắt đầu xuống rồi đó các bạn. Chút thì chạy chút. Để nguyên tắc thôi đi. Tắt xè cái bưởi gì nữa. Máy cắt liền kéo rút cùng dây lên. Xuống nè. Bây giờ cho gọn lên nè. Dễ dọn dẹp nha các bạn.
Chú mình ở trên đó cuộc dây để treo một nhánh nữa nha. Cây này nhánh treo không các bạn ơi, cưa lâu lắm. Ngã đó bạn ơi, một nhánh nữa bạn. Chú mình xả từ từ xuống rồi bạn. Rồi chú mình cắt nhanh lên đó bạn, ngã đó bạn ơi. Hên, dây điện không sao quá bạn, nó gãy cái cây bên kia luôn, gãy cái nhánh cái cây bên đó đó. Rồi giờ chú mình đi trên nữa máng máy cưa để thả cái nhánh cây cho nó xuống từ từ nha các bạn. Nhánh nó xuống nữa. Ghi dây điện kéo. Đó, cái cây nằm đây nè, nó siêu lên cái trụ điện nè. Dầu là lúc này đang ra bông. Nhánh xuống rồi được các bạn ơi. Giờ thả từ từ xuống. Giờ xuống rồi đó các bạn ơi. Xuống đây. Rồi, xuống mình đã xuống. Bây giờ chú cắt luôn cái chấm ở bên kia nghe các bạn. Chú leo xích lên trên nè. Cho nó bé đang răng cưa hẹn này nó cắt cái này hả? Ông chánh gà chỗ đó thì nhánh gớt xuống đó. Nhắm qua bên bên nhà cây rồi không chủ.
nếu mà làm khoảng trống nó đừng tin. Lấy nước ra đi. Ủa, chú mình đứng đó chèo về cái nhánh này luôn, cục về để chèo nha các bạn. Sáng thì không có vũ ở nhà cha, trời có vũ về ông Linh Thinh. Bạn ông về tới rồi đó, với ông nhà cha. Ông ơi, khách qua, ông khách bất cứ ra đây nè. Ừ, thì theo nhìn cái hương đó mà đứng nữa mà. Đó bạn ơi, ngã đó bạn, thấy cưa nó quá bén luôn các bạn ơi. Rất là khủng luôn. Điện rồi, lấy cây móc qua mới được. Cái cây giống chặt cây giống nào vậy? Khoan khoan, đừng có thả cánh ơi. Nó dướng cái mắt ở bên đây. Ông đạp cho ra. Đó, xây qua đó các bạn. Rồi xuống đi chú ơi. Còn không mà lấy cây đó nó móc con dây điện qua á, bẻ con dây điện qua nó qua rồi. Ừ. Xuống đi, xuống đi. Đây nè, các cái nhánh dưới này nè. Thằng nào dướng là cắt. Nè. Mà cho nó chuông cái cây đó bạn, để thôi nó dướng nữa. Tính ơi, nhánh chú bự ở mặt ông tính để 3 chìa chứ luôn hả? Chú mình để di chuyển chích lên đó. Tính chơi 3 chìa cái mộng luôn hả? Nặng dữ không? Về ống dây bự không? Rồi chú mình trên đó cuộc dây để treo nhánh to đó nha các bạn. Chú qua đây nè. Cây dầu quê mình nó cao dữ dằn lắm các bạn. Cắt vô như trong luôn, còn nhiều lắm. Cắt vô rất trong luôn. Ừ. Rồi. Chú đó cuộc dây trên đó xong rồi đó các bạn. Hồi nó hơi dữ lắm rồi. Đầu cắt cho nó xuống nha. Cắt đi chú ơi, không sao đâu. Không sao đâu. Cái gì? Nhánh khô.
nhánh khô rớt xuống nè các bạn. Nguyên một nhánh rất là to luôn. Không có xuống đâu, cái đó xuống mới bản đầu. Giờ thả từ từ xuống nha. Ủa. Ông nội. Rồi xuống luôn chú ơi. Nhánh treo toàn đang ở đây mà. Qua khỏi dây điện bên này. Đầu cưa trên đó nha các bạn, cưa nhánh nữa đó các bạn ơi, dầu nhánh quá khủng. Giờ chú chỉnh mở dây thả từ từ xuống nha. Ngã nhánh nữa đó các bạn ơi. Giờ chú mình đứng tuốt trên đó tắt một cái. Nhánh nhỏ gãy rớt đây. Hai nhánh nữa đó các bạn ơi. Chú nhìn nó mở dây thả từ từ xuống nha các bạn. Nhấn xuống được các bạn.
các bạn. Ghê chưa, rập vô cây rung rinh luôn. Rồi chú máng máy cưa để thả dây từ từ xuống nha. Kéo bánh luôn đi. Chú bắt đầu chiếc máy chưa nhắc. Không nhắc kéo không sao đâu. Ghê chưa. Chú mình đang ở trên đó cuộc dây để treo một nhánh nữa nha, còn vài nhánh ở trên đoạn nữa các bạn ơi. Cái dầu nó quá nhánh rồi, chưa nãy giờ biết bao lâu, có khoảng tiếng hồ đó các bạn. Rồi lên trên luôn rồi. Chú mình ngồi tuốt ở trên cao đó nha các bạn, bây giờ chuẩn bị máy cưa để cưa cái đọt hay gì đây. Cây này quá cao luôn các bạn ơi. Bự, cái chỗ để hiểm. Hai quạng là đành đó nữa. Dễ hang đâu. Trước là mai hai bên hông không đây được. Sao mà cái mã. Kẹo thấy gì chua lắm á. Rồi giờ cưa cái đọt nữa các bạn ơi. Cưa cái đọt chưa nhắm nó cho nó bớt giặt nha các bạn. Ngã cái đọt các bạn ơi, sắp sửa ngã rồi đó. Đó chú máng gì đây, vô cái cây nó xù xù xìu xìu kìa. Đó ngã đó các bạn. Lụm ghê chưa, giặt ghê chưa các bạn. Quá khéo luôn các bạn ơi. Đó ông nói gì đi. Ông thấy cốt tôi cưa ba dừa của ông. Thấy ông nói cưa chắc hay lắm rồi. Còn tôi cưa cái sao cái dầu với con đến thinh nè. Nếu ông nói cốt tèo ông cưa ba dừa là khiển hay lắm. Đó giờ thả xuống nữa các bạn. Nguyên cái đọt luôn. Chung mà dãy luôn. Ba bảy lần, ba bảy lần, ba bảy rồi đó còn đó. Từ từ tính ơi, từ từ tính ơi. Em ơi. Qua rồi, qua rồi, qua rồi. Từ từ tính ơi. Có công việc cái này các em trai ơi. Ông dối lên, ông kéo nhẹ xuống lại xuống à. Nhánh cây xuống nè các bạn. Chú mình bắt đầu một dây một nhánh mới nha. Bỏ rút cùng dây lên nữa rồi. Ngã đâu bạn ơi, ngã đâu bạn.
trên đây rồi đi ra đi, đừng có gắn cắt. Giờ chú chấn mở về thả từ từ xuống. Thả đi, nó cắm xuống luôn à. Cắm cái mình nó xuống trước luôn rồi. Rồi mắc kẹt luôn rồi. Xuống rồi đó chú ơi. Rồi xuống rồi đó. Chịu cái tính ơi. Chịu cái cắt cây ơi. Chú bắt đầu cắt nhánh to đó nha bạn. Khó vô cây cung cung luôn. Rồi lấy máy cưa đó. Cái cây này nó cao dữ lắm các bạn. Ngã đó bạn ơi. Ngã đó bạn. Rồi chưa. Xuống luôn. Chú mình đứng dành đó cắt khúc luôn các bạn. Cắt cho nó ngắn xuống. Cái cây này không có đường ngã dài luôn các bạn ơi. Lấy được có 3 mét à. Cái cây này nó nghiêng vô nhà các bạn, cái nhà đằng kia. Giờ chú mình di chuyển xuống rồi đó các bạn ơi. Di chuyển xuống cắt một đoạn nữa.
cơm ở miệng xong rồi đó các bạn ơi. Đó, chú mình di chuyển xuống dưới này. Nghe đây được chưa? Chạy nhiêu? Bảy rưỡi xuống nữa rồi. Bảy rưỡi ngay giò à? Xuống ngay giò nghe cô á. Má này thuốc này ngon quá. Nó thơm mùi, dùng dừa. Thơm mùi, dùng thơm cứ gái nè. Thuốc được rồi. Chú quất ngang đó chú ơi. Trong rồi đó các bạn.
di chuyển qua đây, xe vòng qua đây. Giờ cưa cho. Về bên kia bánh. Rồi chú mình xuống tuốt dưới này nè các bạn. Rồi chú mình xuống dưới này luôn rồi các bạn ơi. Rồi yeah, chú xuống dưới đất uống nước nồi lát nữa cưa gốc mình quay tiếp cho các bạn cùng xem nha. Giờ chú mình leo lên đó các bạn, cắt một đoạn nữa các bạn ơi mới hạ gốc được. Gốc chú cũng vừa bầm ra nè. Tính hạ gốc đó mà chủ nhà người ta không có cho ngã gì bên đó, cho nên chú mình leo lên cưa một đoạn nữa cho nó ngắn lại. Còn đường mỏ miệng á, hụt cây của ta thả cho nó dư đi. Đây 42 cái chỗ. 42 nha. Không có mấy cái này đó. Lên trên chút nữa. Lên trên chút nữa. Ừ. Đường ao đi. Còn mỏ miệng hai bên nữa. Cây rất là dài nha các bạn.
là to luôn.
lên rồi đó. Sắp cửa ngã rồi. Dầu quá khủng luôn. Còn thêm hai. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.